Chào các bác nhé, em bên shop hàng Nhật 87 Láng Hạ Hà Nội. Hôm nay em xin phép quay mẫu máy giặt Panasonic dòng series 8 có mã là VX8200. Con này thì nó đầy đủ các tính năng và màn hình cảm ứng, có cả giật đập standing này, giật đập 3D này, Ecolavi tiết kiệm điện này và tiết kiệm nước. Thì con này nó hoàn toàn là dễ sử dụng và nó là series 8, con này màn hình cảm ứng cực VIP của Panasonic. Đây, em sẽ bật khởi động lên. Con này thì là còn đẹp long lanh nhé các bác. Đây. Hàng thì dạo này máy giặt thì nó không về được nhiều thì nó chỉ về được một số ít máy giặt, thì em cũng quay cho các bác xem. Đây là bùa túi lọc rác bụi mịn của nó. Đẹp long lanh luôn ạ. Các bác nhìn bên trong lồng này cũng đẹp xuất sắc, long lanh luôn. Răng diếc là còn khá là mềm, nhựa nhưng là không bị ố vàng hay là hoen rỉ gì nhé. Con này thì nó là màn hình cảm ứng, sử dụng cũng cực dễ luôn, các bác sử dụng như iPhone luôn ạ. Đây đấy, đi trở lại ạ. Đây là chương trình giặt xong và nó vắt khô mình mang ra phơi ạ. Đây là giặt xong nó sấy khô luôn, mặc quần áo luôn. Và đây chương trình là sấy không. Và cái này là giặt sấy giặt nano, giặt tự động. Thì nó cái này có thể các bác có thể giặt các cái ví dụ giặt vỏ chăn này, giặt áo da này, giặt gối bông giúp các thứ. Và cái chương trình giặt xong rồi mang ra phơi này thì nó khá là đơn giản thôi. Các bác cứ ấn về chọn chương trình giặt, xong rồi các bác ấn start khởi động đây. Là các bác có thể là nó sẽ giặt xong rồi nó vắt xong rồi các bác mang ra phơi được. Còn chương trình giặt sấy này, giặt sấy thì các bác cũng giặt sấy chọn tự động này thì các bác có thể ấn start và nó sẽ tự động, máy nó sẽ tự cân chỉnh lồng ở mức nước này, xong rồi nó sẽ mang ra ngoài. Sau một chương trình thì các bác có thể lấy quần áo ra mặc được. Còn cái chương trình sấy không này, sấy không thì các bác có thể chọn chương trình sấy sấy trong sấy êm đềm này, sấy hoàn thiện này và sấy ít này, sấy nhanh này. Cái này là sấy in lặng đây. Sấy tự động này. Tự động sấy tiêu chuẩn. Thế là cái này nó dễ sử dụng rồi, các bác cứ ấn start cái này tự động chạy sấy hết chương trình. Cũng khá là đơn giản và dễ sử dụng. Các bác nào có nhu cầu mua máy giặt sấy thì liên hệ với em bên shop hàng Nhật 87 Láng Hạ, số điện thoại là 0937445330 hoặc qua xem trực tiếp tại địa chỉ là số nhà 68C ngõ 87 Láng Hạ xem hàng ạ. Em này là máy giặt Panasonic VX8200, mẫu này bên em đang bán giá là 19.500.000 tại shop hàng Nhật 87 Láng Hạ và bảo hành 15 tháng. Lỗi bên em đổi mới trong vòng 3 tháng đầu. Em xin phép và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau ạ.